hôm nay? Rồi, bây giờ Tú Anh sẽ đọc bảng chữ cái cho các bạn cùng xem nhá. Nhớ dấu không? Có. Nào, dấu gì đầu tiên nhỉ? Dấu sắt. Dấu huyền. Dấu huyền. Dấu sắt. Dấu hỏi. Dấu ngã. Dấu chấm. Đọc số nào. Con đọc số nốt cho các bạn cùng xem nhé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Giỏi quá. Thế bây giờ mẹ hỏi một chữ bất kỳ, Tú Anh chỉ cho mẹ xem nhá, xem có đúng không nhá. Mẹ hỏi ấy. Bây giờ Tú Anh chỉ cho mẹ chữ bờ nào. Đâu là chữ bờ nhỉ? Đây. Đúng rồi. Ê, chữ G đâu con? G. G. Giỏi quá. Chữ E nào? Giỏi. Chữ O. Chữ N. 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 N gần cạnh cạnh chữ gì bố con vừa chỉ nhỉ? Đúng rồi. Chữ U. Chữ T. T T. Giỏi quá. Chữ R. R. Đúng rồi. Chữ ư. Ư đâu nhỉ? Ư. Đúng rồi. Tú Anh có nghe thấy con gì kêu không? Không phải đâu, con gà mái đang kêu làm sao ấy. Nào, thế bây giờ chỉ tiếp cho mẹ nào. Đâu là chữ đờ con? Rồi. Chữ A. A. Chữ ớ. Ớ. Giỏi quá. Dấu hỏi nào. Dấu hỏi. Dấu chấm. Dấu chấm. Dấu ngã. Dấu sắc. Dấu sắc bên này con ạ. Đúng rồi. Dấu sắc là một tí. Đúng rồi. Thế còn bây giờ chỉ cho mẹ số 5. Số 5 đâu con? Đúng rồi. Số 9. Số 9. Số 6. Số 6. Số 1. Thế bây giờ số 1 với số 0 ghép lại thì thành số gì nhỉ con nhỉ? Số 10. Đúng rồi. Thế số 7 đâu con? Giỏi quá. Rồi. Con thích xem những con vật à? Rồi, lát nữa mẹ sẽ cho Tú Anh đi coi nhá. Thế bây giờ mẹ hỏi lại lần nữa nhá. Tú Anh tìm cho mẹ chữ chữ P nào. P. P. Đâu, đâu là chữ P? Chữ P cơ mà. P. Đúng rồi. Thế bây giờ Tú Anh cùng đọc lại một lượt bảng chữ cái lần nữa cho các bạn cùng xem nhá. To rõ ràng đi. A,
phải đọc lại dấu nào con. Dấu Huyền. Nào đọc đi con. Dấu số. Số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Số 1 với số 0 ghép thành số 10. Các bạn. À, bây giờ mẹ con Tú Anh xin kết thúc video tại đây. Các bạn ở nhà hãy chịu khó đọc bảng chữ cái giống như bạn Tú Anh nhá. Rồi, bây giờ bạn Tú Anh xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.